Rồi đi tiệm nhỏ 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 nhỏ. Cảnh đẹp kia hả? Cạp bó stan. Rồi ba quay đi. Anh quay mấy mẹ con em nè. Đi lên nè. Đi con. Bye bye. Nè, đây bắt cửa biển rồi. Chứ ai mà tới đây không có đồ thì mua luôn. Ủa gì là đường này lên nhà thờ luôn hả? Ờ, à, lên nhà thờ. Thế để ghê đó. Chào. Chào, mình đang ở Thi Bộ. Chào bé. Chào bé. Đó. Đúng là cạp cảnh cạp postan nè hả? Quá trời luôn, cái chỗ này ngộ thiệt đó coi nè. Đường nhỏ xíu xíu nào nha. Quý quý vị là đi lên đường đó. Ờ ok. Ngồi muốn lại đi tới với cái chị xuống dưới. Ừ. Vậy mình đi lên đường nhỏ đó luôn hả? Đi xuống dưới đó. Đi xé thì ba. Ừ. Đây nè. Đây lên xuống vậy đó. Rồi dưới này thì biển. Chụp mình cho. Thế nè, đó, công công quẹo quẹo đi xuống. Thê bọt, trời ơi, chỗ này cảnh đẹp, mình thích chỗ này ghê luôn á. Đó. Ở dưới thì biển, ở trên thì nhà cửa trên. Đó. Mà công công quẹo quẹo lên trên, con nó đi tuốt đằng kia rồi. Nhà mình dạo vô cái chợ, tiếp tục hành trình dạo vô cái chợ trời. Cái chợ trời nó mở cửa từ giấc này 6 giờ cho tới tối. Mở cho tới tối luôn. Nọ, mình đâu cần mua mấy đó đâu con, mình mua mấy những thứ khác. Đang đi vô cái chợ trời này nó mở cửa tới tối luôn. Ăn đủ thứ hả? Này. Nó mở cửa tới tối luôn mà nãy giờ nắng đẹp xong chắc này tự nhiên trời mưa găm găm. Trời đang mưa găm găm. Chợ trời này bắt đầu mở cửa cho tới nửa đêm luôn á. Wow, c'est joli. C'est que des pierres mesdames. Oui. Trop joli. Oui, mẹ. Ôi, đẹp quá, làm mấy đẹp đẹp không à? Mua hai cái. Mua hai cái 15 đồng. Hai cái 15 đồng. Mẹ nó đẹp không? Đẹp, đẹp nó đẹp. Mẹ hai cái cái màu xanh của mẹ phải không? Rồi chị hai đẹp cái màu tím hả? À? Ủa con không thích mấy màu khác nữa hả? Bà đó bán rẻ hơn bà kia đó con. Có bán rau củ nữa. À, có trái Mirabel, thu bạc, rau. Ồ, bán đủ thứ luôn nè, tranh. Hina lựa đi. Ui, Hina lựa đi. Một đồng một cái. Hina lựa hai cái, đeo vô tay đi mẹ trả tiền. Cảm ơn anh. Em vào sau gì đưa. Ui. Đeo vô tay đi, có vừa không? Đưa. Essayez tout de suite. Oui, essaye. Elle parle français un peu. Bien. Ouais. Ah, c'est bien ça. Đi nó thích mấy cái đó cho nên nó mua nữa. Chỗ này rẻ hơn chứ. Này. Con thích màu nào? Cái này. Ui. Wow, chị hai nè, đó chị hai thích đeo mấy cái gì? Hai cái này mới mua nè, 12 đồng đẹp ghê không? Cái nãy này bị mắc nè. Thấy không? Nãy bị mắc. Đó, đi. Rồi Lina thì đâu? Của Lina đâu? Ôi, với Lina hai cái gì luôn mấy triệu đó. Rồi, thôi đi tiếp nè. Ừ. Đây nữa, đây mắc hơn. Cái lại thấy cái pha lê đằng kia. Thấy không? Đó.
đầu con đường này là chợ. Trời trời. Mua mật ong, mua thử mật ong của vùng này. C'est deux, c'est combien? Cela c'est 8 euros. Oui. 8 euros. Ou 5 euros les petits. Anh mua nào? Hả? 8 đồng. 8 đồng mà nửa ký phải không? Ồ, 8 đồng 500. Thì nửa ký. Nửa ký còn cãi nữa. 8 đồng là nửa ký nè. 1 ký là 15 đồng. Đó, 8 đồng nửa ký. Vậy lấy con hũ nửa ký hả? Vậy lấy đi. Trả tiền cho anh ta đi.